gà cho tiền tỷ, gà giúp xây biệt thự, tậu xe. Đó là câu chuyện của anh Trương Danh Bình ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội. Với kinh nghiệm nuôi gà hơn 20 năm, anh Bình đã từ hai bàn tay trắng, từng là hộ khó khăn, nghèo nhất xã, trở thành tỷ phú làng Yên Khoái. Mỗi ngày, một vạn con gà mía thuần chủng này đẻ từ 3.500 đến 4.000 quả trứng, đều đặn mang lại cho anh Bình lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Đến bây giờ thật sự ra mình cũng không nghĩ đến bây giờ mình phát triển mạnh như thế này, bởi vì trước đây thì mình chỉ nghĩ là nuôi bán quanh đây thôi, nhưng mà bây giờ là mình khách hàng ra mình bán trên tất cả nước kể cả nhiều bạn bè nước ngoài, nhiều khi người ta cũng hỏi thăm đến con gà mía này, nhưng mà mình chưa xuất ra nước ngoài, mình chỉ bán quanh trong nước thôi. Trong nước là mình giống mình chưa đủ phục vụ cho khách hàng. Mình làm như thế này lợi nhuận bây giờ mỗi năm mình mang lại về thu nhập trừ hết chi phí mỗi năm được khoảng hơn 1 tỷ. Thế xong mình rất ước mơ một căn nhà. Ngày xưa mình căn nhà nó xấu và kém nhất làng, bây giờ cho nên mục tiêu của mình phải phấn đấu làm sao mình làm căn nhà phải nhất nhì làng Yên Khoái. Ước mơ đó của anh Bình đã trở thành hiện thực khi anh quyết định tự nhân nuôi giống gà mía, một đặc sản tiến vua của vùng đất Sơn Tây Hà Nội. Gà mía chất lượng thịt thơm ngon nhưng tỷ lệ đẻ lại kém hơn các dòng gà ta khác. Để phát triển giống gà này, anh Bình buộc phải tính toán để gà cho hiệu quả cao nhất. Như diện tích nhà mình đây hơn 1 hecta, nếu mà chăn con gà thịt khoảng 1 vạn con, quá trình phải 6 tháng, 5 tháng bắt đầu, 4 5 tháng bắt đầu thu thì 6 tháng bán hết một lứa thì nó lợi nhuận nó chỉ được khoảng 4 500 triệu một vụ thôi. Nhưng mà mình nuôi con gà đẻ, nuôi con gà đẻ này, nếu mà bán trứng thương phẩm ấy, thì không được lợi nhuận bao nhiêu cả, bởi con gà này nó ăn trứng nó rất ngon nhưng mà nó lại đẻ ít. Cho nên mình quyết định đi là nuôi con gà này để bán giống thì nó có lợi nhuận cao hơn. Chấp nhận rủi ro và đầu tư lớn để thu lại lợi nhuận. Đó là những tính toán của anh Bình khi quyết định phát triển mô hình nuôi gà mía sinh sản. Không chỉ chăn nuôi thông thường, anh Bình còn tự nghiên cứu, chọn tạo, nhân nuôi ra dòng gà mía có tầm vóc phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Như các con gà này là mình sẽ chọn các con nó thật đều nhau, ví dụ nó to quá mà nó vộc nốc lên thì là mình phải lọc bỏ. Và cái con mà nó di bé quá thì mình phải bỏ. Thế thì tức là mình anh có phải bắt từng con lên cân một, hay là mình chỉ áng chừng, hay mắt kiểu mắt mình nhìn có kinh nghiệm rồi? Qua quá trình mình làm nhiều thì mắt mình nhìn cái là mình biết được con gà nó tầm cân 2 cân mấy hay mấy cân là mình biết rồi. Mình cứ thường mình lọc khoảng 30% đi, để lại khoảng 70% để cho nó sự đồng đều, nó đẹp. Tự chọn tạo giống không chỉ cho ra thế hệ gà giống có kích thước đồng đều mà còn giúp anh Bình dễ dàng quản lý chất lượng gà giống, nâng cao năng suất trứng và hạn chế thất thoát. Những hộ chăn nuôi bình thường chỉ được khoảng 3.000 một vạn con, chỉ được 3.000 được 3%, nhưng nhà tôi về kỹ thuật tốt và chăm sóc tốt thì mỗi ngày được khoảng 3.500, có thể hơn đến 4.000. Trứng nhà tôi là rất đều, tỷ lệ lọc hầu như không đáng kể. Trứng này nó khoảng được 40 gram trên một quả. Như bây giờ mới một tháng là mình bán khoảng 15 đến 20 vạn con mình cung cấp trên cả nước. Nhưng hiện tại như giống này luôn luôn nhà mình bị thiếu, bởi vì sản phẩm con gà mía này nó rất ngon, luôn luôn thiếu, chưa đủ đáp ứng cho thị trường người ta nuôi. Nhìn cơ ngơi này, ít ai đoán được gia đình anh Bình trước đây là một trong những hộ nghèo nhất làng. Nhà có hai mẹ con, mẹ lại đau ốm luôn, bố ở xa. Cậu bé Bình chỉ được đi học đến lớp 6 thì phải nghỉ học giữa chừng, ở nhà giúp mẹ chăn nuôi lợn gà, ruộng đồng. Một cậu bé mới hơn 10 tuổi đã biết suy nghĩ, phải tìm mọi cách để tìm công việc, kiếm tiền, cố gắng cho bằng bạn, bằng bè. Tự mình thấy rất ái ngại ấy, bà con anh em tiếp xúc nhiều khi mình cũng rất ngại, không dám tiếp xúc.
bởi vì điều kiện mình khó khăn quá. So với bạn bè thì các bạn bè cùng tuổi mình thì kinh tế gia đình các bạn đầy đủ, các bạn chỉ phấn đấu 3-4% làm, còn mình đây phải làm đến 10-15% so với bạn bè, gấp rất nhiều lần so với bạn bè. Các bạn bè có những buổi đi chơi nhưng mình không thể có lúc nào đi chơi, mình chỉ tập trung đi làm, không để ý gì đi đâu cả. Bước ngoặt trong cuộc đời anh Bình là vào năm 1997, anh đã gặp được chị Phùng Thị Dung, người đã yêu thương, gắn bó và ủng hộ anh vô điều kiện. Vốn là con gái trong một gia đình khá giả, chị Dung về làm vợ anh Bình với đầy rẫy những khó khăn. Lúc bắt đầu mới lấy nhau thì cũng nhiều người nói ra nói vào lắm, nhưng mà thực ra là chị cũng nghĩ là anh ấy nghèo thật, nhưng mà anh ấy chịu khó mà lại hay làm nữa. Mà chị nghĩ là anh ấy một mình, mẹ thì yếu rồi, về nhà này kinh tế không có mà phải đi vay đi mượn nhiều, này nhờ anh em giúp đỡ nhiều. Nên là chị thấy anh ấy cố gắng, anh nỗ lực, anh vươn lên vượt khó, chị cũng thấy mừng cho bản thân mình. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Hai vợ chồng anh Bình, chị Dung bàn kế làm ăn. Năm 2005, anh Bình tình cờ phát hiện ra con gà mía. Từ việc quan sát thị trường, anh Bình nhận thấy đây sẽ là cơ hội để gia đình đổi đời. Thật ra là con gà mía này nó xuất xứ từ đường Lâm Sơn Tây. Nhưng mà sau quá trình là mình ở quanh địa phận mình đây nó gần đấy, thế là nuôi chục hai chục con gà, thế là thấy con gà mía này nó thứ nhất là nó ngon và nó có sự chăn nuôi, nó có sự lợi nhuận rất cao. Thế là mình ý nuôi có 20-30 con thôi. Xong là mình khi đó mình cho con mẹ nó ấp thì nó cứ được vài ba chục con, mình nuôi khoảng lên khoảng 5-6 lạng mình lại bán, mỗi con nó được 10-15 nghìn. Thế ví dụ mới một lần mình ấp nở ra được 4-50 con, thế là được khoảng 5-600 nghìn. Thế là một tháng khoảng 4 năm nữa thì mình thấy tháng được 1,5-2 triệu. Với tính toán này, cuối năm 2005, anh Bình bắt tay vào đầu tư chăn nuôi thử nghiệm giống gà này, đồng thời ấp ủ ý định xây dựng lò ấp để bán giống phục vụ bà con. Toàn bộ gia sản vốn liếng đều dồn vào con gà. Không chỉ thế, anh còn mạnh dạn vay mượn họ hàng hơn 20 triệu đồng để đầu tư và quay vòng vốn. Thế nhưng, mẹ gà đầu tiên ra lò lại gặp ngay đợt dịch cúm gia cầm. Lúc mới đầu tư mượn được tiền, vợ chồng đang bắt đầu khởi nghiệp để làm thì xảy ra dịch H5, thì là bà con tẩy chay không ai nuôi con gà nữa. Mà người ta, những nhà hộ có nuôi người ta còn cho nhau không dám mổ để ăn nữa. Vợ chồng bàn nhau bảo nếu mà như không bán được như thế này thì vợ chồng mình sẽ nguy cơ là con đường sụp đổ, bởi vì số tiền nhờ các cậu vay bìa đỏ cho không thể có tiền giả thì gia đình mình sẽ vỡ lợ không còn gì nữa. Đứng trước bờ vực phá sản, chị Dung, vợ anh, lo lắng động viên và khuyên anh nên chuyển đổi nghề khác. Nhưng với tình yêu và niềm đam mê với gà mía, anh Bình quyết định đánh liều một phen. Lúc đó thì là mình không biết tính toán như thế nào nữa, thì mình đánh một canh liều, mình bảo thôi thì mua bạt về căng ra vườn, thế là nuôi, cố gắng khắc phục lại để làm. Nếu mà bây giờ nó đang dịch, nhưng mà 4-5 tháng sau con gà mình nó bán thì nó sẽ hết dịch, thì lúc đấy hết gà rồi thì nó giá cả nó sẽ biến động nên thì là mình có khả năng là trang trải dạ nợ được. Còn nếu mà bây giờ mà mình hủy bỏ tất đi thì coi là mình xuống hẳn vực sâu, phá sản không còn một cái gì nữa. Trời không phụ lòng người, cầm cự được đúng 3 tháng thì cũng là lúc nhà nước công bố hết dịch. Thở phào nhẹ nhõm, tháng sau đàn gà của anh Bình vừa đến thời kỳ xuất chuồng. Và lần này may mắn đã mỉm cười, lứa gà này anh Bình thắng đậm. Rất là may mắn là khi mình để lại nuôi, nhưng mà sau 3 tháng sau thì nhà nước công bố hết dịch thì 4 tháng sau gà mình bắt đầu bán, thì bắt đầu giá thành bắt đầu lúc nó lên rất cao, thì nó mang cho mình lợi nhuận rất được nhiều. Thế là từ đó đổ đi là mình phát triển lên rất nhanh từ ngày đó. Chỉ cách đây 10 mấy năm, kinh tế từ lúc mình không có mà bây giờ trở thành mình rất đầy đủ so với bạn bè cùng thôn bây giờ.
Nhận thấy nhu cầu chăn nuôi của bà con ngày càng nhiều, anh Bình bắt đầu học hỏi kỹ thuật ấp gà con bằng lò ấp điện. Anh Bình cho biết, những ngày đầu tiên khi mới chạy máy ấp, anh gặp rất nhiều khó khăn. Phần vì là người tiên phong làm gà giống, kỹ thuật còn nhiều bỡ ngỡ. Phần vì chưa được sự tin tưởng của bà con. Nên thời gian đầu, thị trường còn rất hạn chế. Chủ yếu là anh em, bạn bè lấy về nuôi thử. Sau một vài lứa, nhận thấy hiệu quả từ giống gà của anh Bình, bà con đến mua ngày một đông hơn. Đến nay, con giống từ cơ sở của anh Bình đã đi khắp toàn quốc. Là khách hàng lâu năm với quy mô nuôi 2 vạn con gà mía thương phẩm, anh Nguyễn Văn Biển ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội đã mua giống gà của anh Bình từ 5-6 năm nay. Điều đặc biệt khi mua giống gà ở đây là anh Bình tư vấn tỉ mỉ về cách tiêm phòng cũng như kỹ thuật nuôi để đàn gà đạt hiệu quả cao nhất. Đây lịch vaccine cho con gà nhé. Đây cháu về cháu làm đúng quy trình theo lịch này là được. Đây một ngày là chú đã tiêm Mazec rồi. Vào về 2 ngày sau là cháu làm vaccine cầu trùng, 5 ngày sau làm NAIB, 10 ngày làm GUM. Còn làm 2... đúng theo cái lịch này đây. Đây cứ cháu cứ làm theo đúng lịch này là được. Mình nhận thấy là con giống ở đây rất là ổn định. Thứ nhất là giống gà mía thuần chủng. Thứ hai là các tình trạng mà viêm rốn các thứ là gần như là không có. Vậy nên là năng suất rất là cao và lứa nào mình cũng đặt con giống ở đây. Con gà mía mình làm di đi và trọng lượng nó giữ được mức 2 cân đến 2 cân 2. Có thể nó nhích hơi to hơn, có con nó sẽ to hơn. Nhưng mà mình giữ được cái bản chất của con gà mía thuần chủng của nó. Là thứ nhất là màu nó cờ này, thứ hai lông nó tím này, thứ ba chân nó phải có cái sọc đỏ này, và thứ tư là lườn nó dày này, và ăn thịt nó da nó vàng ngon, rất thơm ngon. Che già măng mọc, Trương Danh Phóng, cậu con trai lớn của anh Bình, hiện đang học khoa chăn nuôi thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ước mơ của Phóng sau này ra trường sẽ mang những kiến thức học được về tiếp bước con đường sự nghiệp mà cha mình đã lựa chọn. Mặc dù thì bố mẹ định hướng cho em theo ngành kinh tế để sau này có một công việc nó nhẹ nhàng hơn, nó rất vất vả như cuộc sống của bố mẹ hiện tại bây giờ. Nhưng mà đối với em thì em có một hướng suy nghĩ là muốn được học hỏi và muốn được biết thêm được nhiều kinh nghiệm để về phát triển được cái gia đình bản thân. Sau 2 năm học ở nông nghiệp thì em cũng có ý nghĩ về có thể phát triển gia đình mình cho làm sao chăn nuôi khoa học hơn và nó hiệu quả hơn. Và em có định hướng là sau khi em học ra trường thì sẽ về thành lập công ty ở nhà để giúp gia đình phát triển hơn nữa. Nhà mình nông dân, con đi học phấn đấu mà thứ nhất học lấy cái bằng, lấy cái bằng khá và lấy kiếm cối học sinh học bổng. Ước mơ xây cho gia đình một ngôi nhà to nhất làng của anh Bình giờ đã thành hiện thực. Giờ là lúc anh tập trung hơn cho việc phát triển mô hình chăn nuôi bền vững. Trong năm 2018, anh Bình đã chủ động tìm kiếm và liên kết với các hộ dân trong vùng, thành lập hội chăn nuôi gà tại địa phương. Trong đó anh Bình, với vai trò trưởng nhóm, sẽ là người đứng ra cung ứng con giống và thu mua sản phẩm trứng của bà con. Mình xây dựng cái hợp tác xã chăn nuôi để tất cả anh em bạn bè nuôi con gà bố mẹ cho mình để mình lấy nguồn trứng cho nó đầy đủ. Khi mình làm vaccine nó rất đầy đủ thì là nguồn gà bố mẹ khỏe cho nên con nó rất đảm bảo. Đầu tiên mình cũng làm một mình nhưng mà làm một mình bảo này thương lái người ta hay ép giá. Thế mình xây dựng một cái hợp tác xã con gà mía này để khi làm nên xây dựng thương hiệu lên thì là rất đông người nuôi, mà đông người đến mua bán thì thương lái người ta không ép giá được. Với sự nỗ lực không ngừng, trong năm 2018 vừa qua, mức doanh thu của gia đình anh Bình đạt được từ mô hình chăn nuôi gà mía sinh sản là trên 1 tỷ đồng.